Với sự đoàn kết của các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là các già làng, trưởng bản, hầu hết các đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự tại Đắk Lắk đã bị bắt. Qua lời khai ban đầu của một số đối tượng đã dần hé lộ âm mưu, hiện nguyên hình là nhóm khủng bố có tổ chức. Chúng hành động vô cùng dã man, mất hết nhân tính vì không một tổ chức nào với tên gọi là phản kháng của người dân bị áp bức lại đi giết hại người dân vô tội, sát hại chính đồng bào của mình. Đó chính là hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây không chỉ là hành vi do bị xúi dục, lôi kéo hay nhẹ dạ cả tin mà là hành vi phạm tội có tổ chức, có kế hoạch, có sự chuẩn bị kỹ càng, là tội ác phản quốc, hại nước, hại dân. Hiện trường trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị đập phá hư hại nghiêm trọng, hồ sơ tài liệu bị tiêu hủy. Theo một nhân chứng kể lại, hễ gặp ai là chúng giết, đi đến đâu là chúng đốt, chúng phá tài sản. Thực tế cho thấy 100% hộ dân tại đây đã bàn giao mặt bằng để làm đường, người dân đã được hưởng mức đền bù xứng đáng theo chính sách hiện hành. Thâm độc hơn nữa, chúng cho đây là mâu thuẫn sắc tộc, đẩy sự việc sang một vấn đề khác, vấn đề dân tộc tôn giáo. Chúng cho rằng người dân tộc thiểu số bị o ép, lép vế, bị phân biệt đối xử đến mức không chịu nổi mà vùng lên đấu tranh phản kháng lại chính quyền và người Kinh. Qua lời khai của chính các đối tượng, chúng hành động như vậy là có những lời hứa cho tiền và cuộc sống giàu sang ở nước ngoài. Một số cá nhân thiếu hiểu biết cũng hùa theo, có những bình luận sai trái hoặc đặt những câu hỏi trên trang mạng xã hội nhằm gây sự nghi ngờ, hoang mang. Các đối tượng tung ra những tin đồn, luận điệu sai trái trên mạng xã hội làm cho người dân lo lắng, làm đảo lộn cuộc sống, gây ra nhiều hệ lụy, làm bất ổn đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đối tượng phản động, chống đối, hiện nay còn nhiều cá nhân sử dụng cách giật tít mang tính kích động để gây sự chú ý, tỏ ra mình là người nắm rõ thông tin, từ đó đưa ra những câu chữ lập lờ gây hiểu nhầm và tăng tương tác trên trang cá nhân. Do đó, người dùng mạng cần tiếp cận nguồn thông tin chính thống T như Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Báo Công an Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và các tờ báo có độ tin cậy cao. Cần có tư duy phản biện đối với thông tin không đúng sự thật về vụ việc. Mỗi công dân chúng ta là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Bởi lẽ, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia không phải là trách nhiệm riêng ai mà đó là sự chung sức, đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Khi phát hiện thông tin không đúng sự thật cần kiên quyết tẩy chay, không chia sẻ, dẫn về trang cá nhân của mình, tránh gây tình trạng hoang mang, hoảng sợ trong dư luận. Đến nay bình yên đã trở lại với các bản làng dân tộc Tây Nguyên, những tấm lòng sẻ chia của đồng bào các dân tộc đã được đền đáp. Cuộc sống đã trở lại với những niềm vui, nụ cười chan chứa tình đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.